Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Đức Anh GV khám phá Nhật Bản nha. Thì các bạn có thể thấy sau lưng mình ở đây có rất là nhiều những cái cờ cá chép nè các bạn. Thì hôm nay là một trong những ngày nghỉ lễ của tuần lễ vàng ở Nhật các bạn. Là ngày mùng 5 tháng 5, là ngày ở Nhật gọi là ngày Koinobori, là ngày lễ hội treo cờ cá chép dành cho các bé trai, hay còn gọi là ngày lễ hội thiếu nhi ở Nhật cho các bạn. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì ngày mùng 1 tháng 6 á, là ngày lễ Tết thiếu nhi ở Việt Nam đúng không? Thì ở Nhật thì sẽ là ngày mùng 5 tháng 5. Có nghĩa là từ thời xa xưa các bạn, thời Trung Quốc, thời phong kiến á, thì Trung Quốc họ truyền bá một cái văn hóa đó là ngày lễ hội dành cho các bé trai vào trong Nhật Bản. Thì sau này á thì người Nhật họ đổi cái ngày đó lại thành là ngày lễ Tết thiếu nhi. Đó là treo những cái cờ cá chép như thế này nè các bạn. Ở trong văn hóa của người Trung Quốc ngày xưa thì cá chép mà vượt ải gì cửa rồng để hóa rồng các bạn biết không? Đó thì ý nghĩa của nó cũng rất là hay các bạn, là dành cho các bé trai nè. Giống như là những con cá chép này nè, vượt thác các bạn, vượt cái dòng nước ngược chiều. Đó, có rất là nhiều những con cá nó cũng bỏ cuộc và nó sẽ bị trôi xuống hạ lưu, và cũng có nhiều con cá nó vượt qua được cái dòng thác ngược chiều đó, nó cố gắng nó vươn lên thì nó sẽ hóa thành rồng và nó bay lên trời. Thì đây là cái truyền thống ở Nhật các bạn. Thì về sau này thì họ lấy ngày mùng 5 tháng 5 này làm ngày lễ Tết thiếu nhi, nhưng mà trong thâm tâm của người Nhật á thì có rất là nhiều người ta vẫn coi ngày này là ngày dành cho các bé trai các bạn, lễ hội dành cho các bé trai đó. Có nghĩa là tại vì ở Nhật họ có một ngày là ngày mùng 3 tháng 3 là ngày dành cho các bé gái, thì gọi là ngày Hinamatsuri. Các bạn có thể nhìn thấy xung quanh mình ở đây họ treo cờ rất là nhiều nè, ở ngay một con kênh đó có rất là nhiều những cái giống như là con cá chép sống con kênh này các bạn, thì họ bắt đầu họ treo cờ ở đây thì có nhiều cái lễ hội. Thì hôm nay mình đi đến đây mình tham quan thôi mọi người đó, họ treo rất là nhiều lá cờ các bạn thấy sau lưng mình nè đó. Hy vọng những con cá chép này có thể vượt qua được chính mình, vượt thác để bay lên trời. Thì mong sao các bé trai có thêm nhiều sức khỏe, các bé trai phải cố gắng để vượt qua tất cả. Đây các bạn thấy rất là đẹp luôn. Thì các bạn ơi, thì may mắn thì năm nay gia đình mình đón thêm một bé trai, thì năm nay mình sẽ dẫn cả gia đình ra đây để cầu mong cho con có sức khỏe. Đây là một cái văn hóa ở Nhật đó. Kyo nanichi? Kyo wa gogatsu itsuka desu. Nano nichi? Kodomo no hi desu. Kodomo no hi tte Nihon no kodomo no hi wa sa douyu imi nan de sa kono koi nobori no yatsu kaketeru no? 詳しく分かんない。Mọi người cũng không biết nữa các bạn. Thì hồi nãy mình có giải thích cho các bạn ở đó thì Megumi cũng không biết nữa. Nói chung thì đây mình sẽ quay cho các bạn coi xung quanh một con suối ở đây, thì họ có treo rất là nhiều cờ đây bé trai nhà mình đây. Mister. Đây mong cho con có nhiều sức khỏe nha. Bye Ken cô đây nè. Lần đầu tiên đi ra ngoài coi. Chị hai chạy đi đâu chơi rồi nè? Lily đột cột chặt ta. Chị hai đang chạy chơi ngoài kia cả đó. Đó. Khoái lắm. Đó, mình quay các bạn coi một số cái văn hóa ở Nhật các bạn. Cũng khá là hay, khá thú vị. Nói chung thì hy vọng anh em thấy hay thì nhớ bấm like và chia sẻ cho gia đình mình nha. Thì chút xíu nữa sau khi chơi ở đây tham quan đó chút xíu rồi mình sẽ đi ăn nha mọi người. Đi kiếm cái gì đó ăn thì xíu nữa mình sẽ quay sau. Đó, đây hai mẹ con nè. Yeah. Đây. Các bạn thấy không? Mũm mĩm đã chưa? Đó, Hà Gia Huy đó. Thank you.
Ok các bạn ơi, thì nãy giờ mình đi tham quan ở ngoài cái nơi mà họ treo cờ cá chép á các bạn. Thì bây giờ tụi mình sẽ đi ăn nha. Thì mình cũng không biết ăn cái gì thì mình hỏi Megumi coi. Megu, kyou nai taberu? Yakitori. Yakitori? Ừ, tôi thích. Rồi Megu nói là muốn đi ăn gà xiên que nha mọi người. Trời ơi, coi cờ cá gì kìa. Ê, cười khoái. Ok anh em, bây giờ mình sẽ đi ăn nha mọi người ơi, cùng đi với lại gia đình mình nha. Ok, let's go. Đây các bạn coi nè, trước khi vô trong cái quán thì tự nhiên có một con dê đó. Đây nó có cái chỗ khuôn viên cho mấy đứa nít nó chơi mọi người. Các bạn thấy không, một cái quán đồ nướng mà có đồ chơi cho Lily nó ngồi chơi nè. Đó, với lại nó có con dê nữa. Đây, các bạn coi con dê đang ăn khí thế luôn nè. Nhìn thấy dê cái là thèm lẩu dê liền các bạn. Đó, ăn đi con, xíu nữa vô mổ bụng ra rồi lấy thịt nướng rồi làm lẩu nha. Đó, táp nhiệt tình luôn. Nó giỡn thôi chứ các bạn, chứ dê hay là mấy cái này là mấy đứa nít nó thích lắm. Tại vì ở Nhật người ta yêu động vật lắm mọi người ơi. Chỉ có cái đầu của mình thì nó hơi tào lao xíu rồi. Dở mọi người thôi nha, chứ ở đây Nhật người ta yêu động vật lắm. Đó, đang cho nó ăn kìa. Trời ơi. Rồi, ráng ăn đi nha con. Ăn nhiều lên. Xíu nữa vô làm cái lẩu. Thôi bỏ mọi người ơi. Thôi bây giờ mình đi vô trong quán nha mọi người. Ok các bạn ơi, đây là bên trong quán nào đó. Các bạn thấy cái anh kia anh đang đứng nướng thịt đó. Đó, anh nướng nè, xíu nữa anh mang cho mình nha. Đây các bạn coi đây. Đó, rượu nè các bạn. Mồi nè, thấy chưa? Bén chưa? Đây là những cái que các bạn. Nhật gọi là yakitori các bạn coi nè. Ôi ôi, hấp dẫn quá. Đây là thịt heo nha mọi người. Đây là xà lách nè. Còn cái phần này là phần cơm nha mọi người. Cơm mà xíu nữa mình dầm ra với canh á, cho dễ ăn á. Đó, hai mẹ con. Mình order ra rồi, xong chút xíu nữa mình mấy cái món sau người ta còn đang làm mọi người, xíu nữa ta mang ra nha. Bây giờ mình order mấy món này trước, những món mà ta làm nhanh á, ta mang ra trước. Đó, cơm này bây giờ là dầm ra. Nó cơm cục đó các bạn, ta nướng lên xong rồi bỏ vô trong cái chén canh nó dầm ra. Đó. Nói chung là khung cảnh ở đây cũng khá là ổn các bạn. Cái không gian quán á, rất là rộng, nó cũng rất là chill chill cho mình ăn nhậu các bạn. Xung quanh mình thấy nhiều người ăn nhậu lắm nha. Nhưng mà chỗ này con nít vẫn vô được nha. Tại vì đây là nơi dành cho người lớn và con nít luôn. Có nhiều quán nhậu ở Nhật các bạn, con nít không được vào á. Ở đây thì vào vô tư nha. Đó, Megumi. Hai mẹ con đang ăn ở bạn ơi, nhiệt tình luôn. Bé con mình này đang cho nằm trên cái xe đẩy rồi nha. Khoái. Chơi cho đã nguyên ngày rồi đó. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình cũng đã về đến nhà rồi. Thì hôm nay mình đã dẫn cả gia đình mình đi ra ngoài, gọi là đi hóng mát, đi tham quan, ngắm cảnh, đi coi những cái người ta treo cái cờ cá chép á mọi người. Rồi mình cũng đã dẫn, cũng đã đưa các bạn đi, các bạn biết được cái văn hóa ở Nhật là cái ngày mà treo cờ cá chép dành cho các bé trai ở Nhật. Thì cũng đi ăn uống, nói chung là quay vlog một ngày thôi. Đây, hai mẹ con đang chơi nè. Đó, bé nè. Đó, Hà Gia Huy nè. Kazahi nè. Hôm nay là ngày của bé trai đó. Âu 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 đây. Oh,
Đó mọi người thấy không? Khoái cười. Nói chung mọi khi cười giỡn dữ lắm mọi người ơi. Đây con 3 tháng rồi đó. Ok thì video hôm nay mình quay đến đây cũng khá là dài rồi. Nói chung là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video đến giờ phút này nha. Các bạn thấy video thú vị thì cho gia đình mình xin nút like, đăng ký và chia sẻ video giúp gia đình mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye bye.